Xin chào cả nhà, thì hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người một cái mẫu nhà cấp 4. Cái này thì nó sẽ có một cái gác phía trong, thì phía ngoài thì sẽ lắp bằng một cái cửa cuốn của Đức, và phía lớp trong nó thì sẽ lắp một cái cửa nhôm trượt quay nha các bạn. Thì mọi người theo dõi hết video cũng như là đăng ký kênh để mà ủng hộ mình ra tiếp những video tiếp theo nha. Mời các bạn cùng theo dõi ạ. Thì đây là phía bên trong ngôi nhà nè. Nhà này thì rất là cao nha các. Thì cái hộp cửa cuốn thì mình phay bằng alu màu trắng 4 ly. Cầu thang thì dán bằng đá hoa cương kết hợp với cài cái lan can inox. Nhà này thì về sau thì người ta sẽ bán quán ăn đó các bạn. Đây phía bên đây nè, cái hốc này thì sẽ là tận dụng để mà để tivi nha. Đây để tivi, có thể nằm ngủ lên cái chỗ cái này. Phía dưới thì sẽ làm tủ. Thiết kế này thì tận dụng tối đa diện tích luôn nha các bạn. Thì mình quay phía trong ra thì mọi người sẽ thấy cái hộp cửa cuốn ở trên rất là gọn, ở dưới thì sẽ lắp bằng cửa bộ cửa nhôm trượt quay. Thì thay vì mình lắp cái cửa cuốn, cửa kính cường lực á, thì mình lắp cái cửa nhôm trượt quay này thì nó sẽ an toàn hơn và nó cũng không có tốn nhiều tiền hơn đâu nha mọi người. Thì phía dưới căn bếp đây thì thiết kế tận dụng rất là nhiều cái hộc tủ. Nói chung là tận dụng tối đa cái chỗ để mà để đồ các bạn. Vì là nhà ở phố cho nên cái khu nhà vệ sinh phía sau này nó không có cái chỗ để mà gắn cái quạt hút ra ngoài cho các bạn, cho nên là sẽ gắn ở trên một cái quạt thổi cái quạt xuống để tạo cho nó thông không khí các bạn. Cái này là cái chỗ để mà mình gắn cái đồ lau nhà, thì có cái này gắn đồ lau nhà thì nó sẽ không bị rơi rớt với lại nó gọn hơn nha. Thì bây giờ mình sẽ đi lên trên để mà mình quay cái phía trên gác cho mọi người xem nha. Thì cái này là đá đen Ấn Độ nha. Đá này thì rất là đẹp. Và cái kiểu này thì làm sẽ ốp mặt trước chứ không có mài bo cạnh nha các bạn. Cái khu vực này thì để thờ cúng. Còn phía trong đây là một cái phòng ngủ nha.
Phòng ngủ này thì sẽ có hai cái cửa, hai cửa lùa. Cửa lùa đó là cửa lùa hệ sinh pha nha. Thì cái này còn hai tay cầm nữa, mình chưa có gắn kịp đó các bạn. Phía sau này sẽ một cái cửa lùa phía ngoài nha. Thì trời đang mưa, để tránh mà chưa mưa mưa dột các bạn, thì phía trên mình sẽ che che lại một cái máy giả như thế này nha, bằng inox và alu. Thì video mình tới đây cũng xin được tạm dừng, thì mọi người nhớ đăng ký kênh để mà theo dõi những video tiếp theo mình sẽ ra nha các bạn.